Xin chào quý vị và bà con nông dân. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 đến 3 ngày tới vẫn có nắng vào ban ngày, nhưng cường độ nắng có giảm đi so với những ngày trước. Mức nhiệt cao nhất ngày vì thế cũng có xu hướng giảm. Cụ thể, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 34 độ ở khu vực Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ. Chỉ một vài nơi thuộc miền Đông Nam Bộ là xấp xỉ hoặc trên 35 độ. Ban ngày nắng là vậy, nhưng đáng lưu ý là về chiều tối, dự báo những cơn mưa dông chuyển mùa sẽ tiếp tục xuất hiện. Mưa mặc dù không diễn ra trên diện rộng, nhưng cục bộ có điểm xuất hiện mưa dông nhiệt với cơn dông mạnh bất chợt kèm theo lốc sét và gió giật nguy hiểm. Vì vậy, bà con cần cẩn thận khi trong khi đang hoạt động ngoài trời trong mưa dông. Thưa quý vị và bà con, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong giai đoạn từ ngày 1 đến 10 tháng 4, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tăng cao. Dự báo với chiều sâu danh mặn 4 gam trên lít trong thời kỳ này, phạm vi xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây là từ 85 đến 95 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là từ 45 đến 50 km, sông Hàm Luông, Cổ Chiên từ 50 đến 60 km, sông Hậu từ 40 đến 45 km, sông Cái Lớn từ 55 đến 60 km. Theo các chuyên gia nông nghiệp, năm nay hạn mặn mặc dù không khốc liệt nhưng vẫn tiếp diễn ở đồng bằng sông Cửu Long. Đáng mừng là tại các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, bà con nông dân đã áp dụng nhiều giải pháp sản xuất thích ứng hạn hán, xâm nhập mặn khá hiệu quả. Tiêu biểu nhất là tích trữ nước ngọt thông qua các giải pháp nạo vét kênh mương nội đồng, dùng bạt ni lông trải dưới kênh mương để chứa nước ngọt và đào ao chứa nước ngọt trong vườn. Bên cạnh đó, các nhà vườn còn hạn chế bốc thoát hơi nước bằng giải pháp ủ gốc cây với các nguồn vật liệu hữu cơ như rơm rạ, lá dừa, cỏ khô hoặc màng phủ nông nghiệp để phủ gốc giữ ẩm cho cây. Nông dân cũng đã chú ý sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả thông qua đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp cung cấp dinh dưỡng qua hệ thống tưới. Khép lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.